mua lọc nước cao cấp Makano, mua 1 được 3, ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chi tiết xin liên hệ tập đoàn laiviet.com.vn hoặc đại lý chính hãng gần nhất. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 11. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dùng trực thăng thả hàng cứu trợ người dân bị cô lập do bão số 9 ở Quảng Nam. Mưa dông làm tốc mái nhiều phòng học, đường biến thành sông. Người dân thành phố Hồ Chí Minh tấn bao cát ngăn nước vào nhà. Bắt ba nghi phạm khống chế bàn nhậu với ý định cướp hơn 2 tỷ đồng. Những hình ảnh về siêu bão Goni can quét tại Philippines. Hơn 90 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 1 tháng 11. Đây là những hình ảnh phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận được vào sáng nay ngày 1 tháng 11. Cơn dông lốc vào chiều tối qua đã làm tốc toàn bộ mái tôn khu B, trường Trung học Phổ thông Bình Phú trên đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6. Sự cố không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều trang thiết bị và tài sản tại trường bị hư hỏng. Mái tôn nằm ngổn ngang dưới sân trường, 5 phòng học trên tầng 2 của khu B bị tốc mái, la phong và gạch rơi ngổn ngang, nhiều trang thiết bị ở các phòng học bị hư hỏng. Hiện nhà trường và các cơ quan chức năng liên quan đang thống kê thiệt hại về tài sản cũng như khắc phục sự cố. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, tối qua cơn mưa nặng hạt đổ xuống khiến nhiều nơi ngập nặng, người dân phải đắp đê ngăn nước tràn vào nhà. Ghi nhận tại các quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 2 và quận 12, nhiều tuyến đường bị ngập, người dân bị bõm dắt xe trên đường. Tại đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, sau mưa khoảng 1 giờ, tuyến đường biến thành sông, hàng loạt xe qua đây bị chết máy, phải dẫn bộ. Nhiều nhà dân nằm ngoài mặt đường bị nước tràn vào, có nhà phải dùng bao cát để đắp đê ngăn nước. Trong khi đó, trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, lượng lớn nước mưa đổ về các hẻm, làm cho nước không kịp thoát. Người dân chật vật dắt xe trong khu vực ngập hoặc đứng chôn chân trên vỉa hè, chờ nước rút mới dám đi qua. Bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin về hoạt động cứu hộ người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 9. Sáng nay, Đại tá Trương Quang Dạng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Quân khu 5 xác nhận chuyến hàng đầu tiên gồm 2 tấn hàng đã được máy bay thả xuống xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, hàng hóa bao gồm gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết. Theo ông Nhạn, trong ngày hôm nay sẽ cố gắng vận chuyển được nhiều nhất có thể để tiếp tế cho người dân Phước Lộc. Nếu điều kiện thời tiết cho phép thì sẽ thực hiện thêm một số chuyến bay nữa. Cũng trong sáng nay, các đơn vị ứng cứu tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã chia thành nhiều nhóm cắt rừng để vùi hàng hóa vào cho các hộ dân và công nhân thủy điện đang bị cô lập trong vụ sạt lở núi tại xã Phước Lộc. Mỗi người vùi một bao hàng hóa nặng 15 kg, thực phẩm gồm gạo, áo quần, chăn màn, rồi cắt rừng lội suối để vào ứng cứu. Thông tin cập nhật mà 30 giây nóng vừa nhận được là chiều nay, lực lượng chức năng đã tổ chức chuyến trực thăng thứ 2 tiếp tế thuốc, thực phẩm, mùng mền cho vùng cô lập Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó trưởng phòng quân huấn Sư đoàn Không quân 372 cho biết, đã liên hệ với địa phương để bố trí mặt bằng, nếu thời tiết tốt sẽ hạ cánh, còn không thì sẽ thả hàng xuống cho bà con. Theo ghi nhận của phóng viên 30 giây nóng, những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, đường bộ vào Phước Sơn có nhiều điểm sạt lở lớn, không thể đi được nên chỉ có thể tiếp tế cho người dân bị cô lập bằng đường không. Trong lúc lũ đang dâng cao, ông Nguyễn Văn Toàn, 50 tuổi, trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, bị ung thư, lên cơn đau đột ngột, cần đi cấp cứu gấp. Tuy nhiên, khu vực vào nhà ông Toàn bị ngập sâu, không có cách nào di chuyển ra khỏi vùng lũ. Trước tình huống khẩn cấp, công an xã Thạch Đài đã bố trí 3 người sử dụng xe máy chở thuyền đến khu vực ứng cứu. Giữa trời mưa lớn, Thượng úy Phạm Duy Triết, Phó công an xã Thạch Đài đã chạy bộ hơn 2 km giữ thăng bằng cho thuyền. Với sự kịp thời của lực lượng công an xã Thạch Đài, ông Toàn đã nhanh chóng được đưa ra khỏi vùng lũ, kịp thời đến bệnh viện cứu chữa và qua cơn nguy kịch. Cũng liên quan đến tình hình mưa bão, xin chuyển đến quý vị những hình ảnh mới nhất về siêu bão Goni sáng nay đã đổ bộ vào khu vực phía nam đảo Luzon, Philippines. Với sức gió lớn nhất lên đến 225 km/h, bão Goni đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân địa phương. Và cơn bão này cũng mang theo mưa lớn, gây nguy cơ lũ lụt và lở đất. Lúc 4 giờ 50 phút sáng ngày 1 tháng 1 giờ địa phương, tức 3 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, siêu bão Goni đổ bộ vào đảo Catanduanes, miền trung Philippines, với sức gió lớn nhất lên tới 225 km/h, mang theo mưa lớn, gây nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Chính phủ Philippines đã sơ tán gần 1 triệu người đến nơi an toàn hơn trước khi bão đến. Goni là cơn bão nhiệt đới thứ 18 ập vào Philippines và là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2020 tính đến thời điểm này.
Trong đoạn video mới nhất được chia sẻ, các nhân viên của một bệnh viện ở phía nam đảo Luzon, Philippines đang ra sức giữ cửa kính trước sức mạnh kinh hoàng của cơn bão. Nhiều cây xanh bị đổ ngã, nhiều tuyến đường bị ngập lụt nặng. Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết sẽ có nhiều trận sạt lở liên tiếp xảy ra trong hôm nay. Trong khi đó, cơ quan quản lý thảm họa Philippines ước tính có khoảng 19 đến 30 triệu người bị ảnh hưởng do siêu bão này. Hiện một số khu vực bão đi qua, lực lượng cứu hộ đang tiến hành dọn dẹp hiện trường. Chuyển sang những thông tin về tình hình an ninh trật tự. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi khống chế bạn nhậu với ý định cướp trên 2 tỷ đồng. Các nghi phạm gồm Nguyễn Văn Hổ 24 tuổi, Nguyễn Văn Thành 19 tuổi và Phạm Ngọc Thành 18 tuổi cùng ngụ huyện Phú Riềng đã bị công an bắt giữ sau hơn 3 ngày bỏ trốn. Trước đó vào tối ngày 26 tháng 10, trong lúc nhậu với nhóm bạn tại một quán ốc ở phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, Hổ có nghe một người trong bàn nhậu tên Nam nói mới nhận tiền đất và trong điện thoại báo tài khoản ngân hàng có số tiền là 2,3 tỷ đồng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Sau đó, cả ba nghi phạm đón taxi đến nhà của Nam, dùng dao bấm uy hiếp, buộc nạn nhân phải chuyển số tiền hơn 2 tỷ đồng sang tài khoản của mình. Nhưng anh Nam không đồng ý. Trong lúc giằng co, nạn nhân đã chạy thoát và đến công an trình báo. Sáng nay, công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc một người đàn ông đang quan hệ tình dục thì đột ngột tử vong. Trước đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, người dân đang ngủ thì nghe tiếng la hét của một phụ nữ. Có người chạy tới xem thì phát hiện nạn nhân 46 tuổi quê Nghệ An nằm chết trong phòng trọ. Trên người không mặc quần áo. Bước đầu người phụ nữ khai nhận trong lúc đang quan hệ tình dục thì nạn nhân bất ngờ tử vong. Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An. Mới đây, một vụ trộm táo tợn đã xảy ra tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại vào rạng sáng ngày 29 tháng 10, kẻ gian sau khi đột nhập vào nhà người dân lấy trộm chiếc xe máy. Vì không có lối thoát ra nên đã liều lĩnh hai lần liên tiếp lùi xe lại lấy đà rồi tông thẳng vào chiếc cổng sắt để tẩu thoát. Không may cho tên trộm là cánh cửa sắt đã đổ xuống đè lên cả người lẫn xe và phát ra tiếng động khá lớn. Vì sợ chủ nhà phát giác, kẻ gian đã cố ngồi dậy để chạy trốn. Thế nhưng sau đó do không thấy chủ nhà, tên trộm đã quay lại lấy xe rồi tẩu thoát. Liên quan đến vụ vận chuyển hàng chục kg vàng lậu vào Việt Nam mà 30 giây nóng đã phát trong bản tin hôm qua 31 tháng 10, thì sáng nay, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, theo kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, toàn bộ số vàng trên là vàng 4 số 9 không lẫn tạp chất. Thượng tá Nơi cũng thông tin đến thời điểm này đã có 4 người bị tạm giữ và đây là cơ sở để Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này. Một bé gái 9 tuổi ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ vì học theo clip trên YouTube đã nuốt một chiếc bấm móng tay vào bụng. Gia đình chỉ biết khi cháu đã bị đau bụng, ho nhiều mới hỏi và cháu kể lại vụ việc. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện và đã làm thủ thuật nội soi lấy được chiếc bấm móng tay dài 6cm trong dạ dày cho bé. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần để ý để xem trẻ tiếp xúc, chia sẻ nội dung nào trên mạng, luôn có mặt kịp thời để hướng dẫn và hỗ trợ cho trẻ, tránh để trẻ học theo các clip nguy hại trên mạng xã hội. Bản tin sẽ tiếp tục với những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, hơn 90 triệu người Mỹ đã tham gia bỏ phiếu, khi chỉ còn chưa đến 3 ngày nữa là tới ngày bầu cử chính thức 3 tháng 11. Đa số các bang tại Mỹ đều ghi nhận số cử tri bỏ phiếu sớm kỷ lục trong cuộc bầu cử tổng thống lần này. Số phiếu bầu trên đại diện cho gần 43% số cử tri đã đăng ký của Mỹ. 14 bang của quốc gia này đã ghi nhận hơn một nửa số cử tri đi bỏ phiếu trước ngày 3 tháng 11. Vì đại dịch, nhiều tiểu bang đã kéo dài thời gian bỏ phiếu sớm và mở rộng hoạt động bỏ phiếu qua thư. Trong khi đó, lịch trình vận động của Trump và Biden trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử đang phản ánh sự tập trung vào các bang cạnh tranh. Hai ngày cuối cùng trước ngày bầu cử, theo kế hoạch, ông Trump sẽ tổ chức 10 cuộc vận động lớn nhỏ. Trong đó, 5 sự kiện sẽ được tổ chức tại các tiểu bang Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia và Florida trong ngày 1 tháng 11 giờ Mỹ, tức ngày 2 tháng 11 giờ Việt Nam, và 5 cuộc khác trong ngày kế tiếp tại North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Diễn viên Sean Connery, người Scotland, được biết đến với vai diễn điệp viên tài hoa James Bond, vừa qua đời ở tuổi 90.
Ông là người đầu tiên đưa vai diễn này lên màn ảnh rộng và xuất hiện trong 7 bộ phim về nhân vật điệp viên 007. Sự nghiệp diễn xuất của ông kéo dài nhiều thập kỷ và cũng được trao vô số giải thưởng lớn. Trong đó có một giải Oscar, hai giải BAFTA của Viện Hàn Lâm Anh Quốc và ba giải Quả Cầu Vàng. Sean Connery được xem là nam diễn viên xuất sắc nhất đóng vai điệp viên 007 theo kết quả của nhiều cuộc thăm dò. Ông được Nữ Hoàng Anh phong tước hiệp sĩ tại cung điện Holyrood vào năm 2000. Đây là bản tin dự báo thời tiết của báo Tuổi Trẻ. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết ba miền đêm ngày 1 tháng 11 và ngày 2 tháng 11. Ở các tỉnh phía Bắc, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3, nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Ở các tỉnh miền Trung, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ dao động từ 19 đến 31 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn ba cảnh báo quan trọng. Cảnh báo đầu tiên vẫn là về cơn bão Goni. Hiện tại cơn bão này đã giảm cường độ xuống dưới cấp siêu bão, dự báo đi vào Biển Đông trong ngày 2 tháng 11. Theo đó, sáng ngày 1 tháng 11, siêu bão Goni đã đi vào miền Trung Philippines và bắt đầu suy yếu. Cường độ bão đã giảm xuống dưới cấp siêu bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 48 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về hướng Đông Nam và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. 72 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 11, vị trí tâm bão cách các vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 220 km về hướng Đông và dự kiến sẽ gây mưa cho các khu vực này. Trước diễn biến của cơn bão được đánh giá có sức mạnh hủy diệt chưa từng có, thậm chí còn mạnh hơn cả cơn bão Hải Yến, thì cơ quan chức năng đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống người dân và theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Goni để sẵn sàng ứng phó với bão khi nó vào Biển Đông và các tỉnh miền Trung. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của cơn bão này đến quý vị trong những bản tin tiếp theo. Và cảnh báo thứ hai là về tình hình không khí lạnh tăng cường, mưa to ở Nam Bộ và vẫn còn nguy cơ sạt lở đất ở khu vực miền Trung. Theo đó, khu vực phía Bắc ở một số bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam thì dự báo trong ngày 2 tháng 11, một bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày 2 tháng 11, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Khi nền nhiệt tiếp tục lạnh dần từ đêm đến sáng thì gió Đông Bắc cũng bắt đầu lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng từ xa của siêu bão Goni kết hợp với áp thấp phía Nam, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có lượng mưa gia tăng trên diện rộng, chủ yếu tập trung ở chiều tối và có lượng mưa vài nơi, mưa to, mưa dông. Riêng khu vực miền Trung, dù đã giảm mưa nhưng cơ quan chức năng vẫn cảnh báo còn nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác và di dời đến những nơi an toàn hơn. Cuối cùng là cảnh báo về chỉ số UV cực đại. Hiện tại, chỉ số UV cực đại ở các khu vực Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Trường Sa, Đà Lạt, Đà Nẵng và Hoàng Sa đang ở nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao. Trong đó, Phú Quốc là nơi có mức độ báo động cực kỳ cao. Khuyến cáo mọi người nên hạn chế ra ngoài vào buổi trưa và nếu có ra ngoài thì nhớ che chắn cẩn thận để bảo vệ bản thân trước tác hại của tia cực tím. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Muốn
lọc nước cao cấp Makano mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Mua lọc nước cao cấp Makano mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Mua lọc nước cao cấp Makano mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chi tiết xin liên hệ tập đoàn Lai Việt.com.vn hoặc đại lý chính hãng gần nhất.